Chào cả mọi người nhé, chào mọi người quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo của mình. Thứ hai mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta có thể là airdrop ảnh hoặc là video từ cái chiếc điện thoại iPhone sang chiếc điện thoại Samsung chạy hệ điều hành Android nhé mọi người nhé. Ở đây thì đầu tiên các bạn sẽ truy cập vào cái phần cài đặt của hai chiếc điện thoại này cho mình. Các bạn cần phải kết nối chung một cái mạng wifi cho mình nhé. Rồi mình sẽ kiểm tra cái chiếc iPhone trước này. Rồi mình sẽ vào cái phần wifi nhé. Rồi mình sẽ bật wifi lên này. Rồi và trên cái chiếc điện thoại Samsung của mình cũng vậy nhá. Mình sẽ vào phần cài đặt này, mình vào kết nối này và mình cũng bật wifi lên nhá. Lúc này các bạn sẽ bắt chung một cái mạng wifi thành an cho mình. Rồi mình sẽ truy cập này. Hiện tại là cái điện thoại của mình, hai cái điện thoại đều kết nối với cả chung một mạng wifi rồi nhá mọi người nhá. Tiếp đến thì để chắc chắn hơn thì các bạn sẽ bật cho mình cái ứng dụng là Bluetooth lên nhá. Và trên chiếc iPhone cũng vậy. Mình sẽ bật Bluetooth lên nhá. Rồi ở trên iPhone thì các bạn sẽ làm thêm một bước nữa cho mình. Các bạn sẽ tìm đến AirDrop cho mình nhá. Chúng ta sẽ bật cái AirDrop này lên cho mình nhé. Rồi mình sẽ kích vào phần là mọi người trong 10 phút nhé mọi người nhé. Rồi bên mình sẽ thoát hẳn ra bên ngoài này. Và chiếc điện thoại Samsung cũng vậy, mình thoát ra bên ngoài nhé. Lúc này các bạn sẽ truy cập vào một cái trình duyệt bất kỳ cho mình ở trên cái chiếc điện thoại Samsung. Rồi mình sẽ vào Chrome nhé. Rồi ở trên cái chiếc iPhone thì các bạn sẽ truy cập vào ứng dụng là Safari cho mình cũng được này. Rồi mọi người sẽ truy cập cho mình vào trang web là slapdrop.net nha mọi người nhé. Ở cả hai chiếc điện thoại thì các bạn đều truy cập vào trang đó cho mình. Đây mình sẽ truy cập vào trang slapdrop.net nha mọi người nhé. Trên cái chiếc điện thoại Samsung cũng vậy. Rồi mình sẽ truy cập vào này. Rồi chúng ta sẽ đợi hai chiếc điện thoại này tìm nhé mọi người nhé. Các bạn có thể là nhìn thấy là cái điện thoại của mình nó đã tìm thấy nhau rồi nhé mọi người nhé. Lúc này các bạn gửi ảnh từ iPhone sang Samsung thì các bạn sẽ kích vào là Android này. Rồi chúng ta sẽ chọn vào phần là thư viện ảnh này. Đó, lúc này mình sẽ thử gửi một cái ảnh sang cái chiếc điện thoại Samsung của mình nhé. Rồi mình sẽ kích vào phần là thêm này. Rồi chúng ta đợi loát nhé mọi người nhé. Cái AirDrop này nó còn phụ thuộc vào cái tốc độ wifi của các bạn nữa. Ok, vậy là cái điện thoại Samsung của mình nó đã hiện lên hình ảnh rồi nhé mọi người nhé. Lúc này mình sẽ ấn vào server để mình lưu nhé. Rồi lúc này mình sẽ thoát ra bên ngoài này. Rồi mình sẽ vào cái phần album ảnh nhé. Ok, vậy là mình đã có cái hình ảnh đó rồi nhé mọi người nhé. Lúc này cái độ nét thì nó vẫn được giữ nguyên nhé mọi người nhé. Đó, thì hôm nay mình hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta có thể là AirDrop ảnh từ chiếc điện thoại iPhone sang chiếc điện thoại Samsung chạy hệ điều hành Android nhé mọi người nhé. Thì mọi người xem được cái video của mình chia sẻ thấy hay và hữu ích cho mình một like đăng ký nhé. Và chia sẻ video giúp mình.